Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trước tình hình dịch bệnh có nguy cơ bùng phát tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tăng cường thêm 3 đơn vị hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm COVID-19. Mưa lớn những ngày qua khiến một số tỉnh miền núi đã xuất hiện tình trạng lũ, sạt lở đất đá nghiêm trọng. Nhằm giảm tải lưu trữ các hồ sơ về đăng ký xe, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, học sinh, sinh viên ngoại tỉnh sẽ không còn được đăng ký xe ô tô, xe máy biển Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Hưng Yên bắt giữ xe ô tô chở 12.500 khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tư số 65 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 5 tháng 8, cảnh sát giao thông có 9 quyền sau. Thứ nhất, dừng xe. Thứ hai, xử lý vi phạm người tham gia giao thông. Thứ ba, được trang bị đầy đủ trang thiết bị, xe, súng, túi cui, bộ đàm, máy đo tốc độ, máy thổi nồng độ cồn. Thứ tư, được huy động các phương tiện. Thứ năm, có quyền yêu cầu hỗ trợ giải quyết tình trạng tai nạn, ùn tắc giao thông. Thứ sáu, đình chỉ đi lại một số đường và tiến hành phân luồng giao thông. Thứ bảy, kiểm soát hoạt động vận tải đường bộ. Thứ tám, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông. Và thứ chín, kiểm soát giấy tờ người tham gia giao thông. Sở Y tế Hà Nội vẫn đang tiếp tục thông báo và tìm những hành khách trên chuyến xe khách Kim Chi mang biển kiểm soát 43B03126 xuất phát lúc 20 giờ ngày 27 tháng 7 từ Đà Nẵng đi Hà Nội, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 7 đến bến xe nước ngầm Hà Nội, do trên xe có ghi nhận một bệnh nhân mắc COVID-19. Bệnh nhân 620 là nữ, 44 tuổi, ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 7, bệnh nhân này vào thành phố Đà Nẵng làm ở quán ăn gần Bệnh viện Đà Nẵng. Trưa ngày 27 tháng 7, khi Đà Nẵng có dịch COVID-19, bệnh nhân này đi xe của nhà xe Kim Chi về quê. Trên xe có nhiều khách, trong đó có hai vợ chồng quê ở Lý Nhân ngồi cùng hàng ghế. Sở Y tế Hà Nội đề nghị tất cả các hành khách đi trên chuyến xe trên liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường, nơi cư trú để được giám sát và theo dõi sức khỏe nhằm phòng chống dịch COVID-19. Mới đây, thành phố Hà Nội đưa ra thông báo sẽ tạm dừng tổ chức các lễ hội và các hoạt động đông người tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ tổ chức tuyên truyền tại khu phố này để người dân thực hiện đúng việc giữ khoảng cách và tránh tụ tập đông người. Sở Y tế được giao chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố bổ sung đủ mẫu xét nghiệm nhanh cho các quận huyện thị xã, chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn thực hiện nghiêm việc khám chữa bệnh và điều trị theo đúng quy trình phòng chống dịch COVID-19 đối với tất cả các trường hợp đến bệnh viện. Đặc biệt đối với các khoa điều trị cho bệnh nhân có bệnh lý nền nặng hoặc chạy thận, hạn chế người nhà vào thăm bệnh nhân. Đồng thời, thành phố cũng sẽ thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ ngành y tế Hà Nội khẩn trương xét nghiệm COVID-19 cho các trường hợp đi về từ thành phố Đà Nẵng và các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh trong giai đoạn trước mắt, Bộ Y tế, cơ quan thường trực, Ban chỉ đạo quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển khai một số nội dung cụ thể. Trong đó, Bộ Y tế giao các đơn vị, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ ngành y tế Hà Nội thực hiện việc xét nghiệm COVID-19 trong giai đoạn trước mắt. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình cho biết, mưa lũ sau hoàn lưu bão số 2 những ngày qua đã gây ngập úng, sạt lở đất đá, khiến một số tuyến đường giao thông bị ách tắc cục bộ. Tại thành phố Hòa Bình, chính quyền địa phương đã phải di rời khẩn cấp 2 hộ dân đến nơi an toàn. Tại huyện Tân Lạc, mưa lũ đã làm hư hỏng một số tuyến kênh. Tại huyện Mai Châu, đất đá sạt lở với khối lượng là 500 mét khối, đã gây ách tắc nhiều giờ trên tuyến đường DT 432 tại huyện Kim Bôi. Mưa lũ cũng đã cuốn trôi một người khi đi qua ngầm tràn, khiến nạn nhân thiệt mạng. Tỉnh Hòa Bình yêu cầu chính quyền các địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn để kịp thời cảnh báo, di rời các hộ dân, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trong mưa lũ. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, mấy ngày gần đây trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có mưa rất to. 4 xã của tỉnh Phú Thọ đã bị cô lập do mưa lũ. Tại huyện miền núi Tân Sơn, nước dâng cao khiến 4 xã gồm Tân Sơn, Đồng Sơn, Lai Đồng, Kiệt Sơn tạm thời bị cô lập. Nước lũ trên các đập tràn đã dâng cao hơn 1 mét, khiến giao thông bị ách tắc. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn huyện Tân Sơn đã yêu cầu các lực lượng tại chỗ ứng trực liên tục tại các đập tràn nguy hiểm, kiên quyết không để người dân và phương tiện giao thông qua lại cho đến khi lũ rút.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, từ ngày 4 tháng 8 đến hết ngày 6 tháng 8 năm 2020, các trường mầm non trên địa bàn thành phố tổ chức tuyển sinh trẻ 5 tuổi năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, quận, huyện, thị xã, các nhà trường tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ khuyến khích phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến để hạn chế tiếp xúc và giảm bớt thủ tục dườm già. Để đăng ký tuyển sinh trực tuyến, phụ huynh học sinh truy cập vào hệ thống tuyển sinh trực tuyến http://ts.hanoi.gov.vn và thực hiện các bước theo hướng dẫn. Hệ thống tuyển sinh trực tuyến cũng niêm yết danh sách 30 số máy điện thoại trực hỗ trợ công tác tuyển sinh của 30 phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã. Trường hợp chưa kịp đăng ký tuyển sinh trực tuyến, phụ huynh học sinh có thể trực tiếp đến trường mầm non để làm thủ tục đăng ký tuyển sinh, thời gian từ ngày 13 tháng 8 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2020. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến vô cùng phức tạp, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nam đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp bổ sung kinh phí 2 tỷ đồng để tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông 2020, trong đó dành gần 630 triệu đồng để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến vô cùng phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp bổ sung kinh phí 2 tỷ đồng để tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2020, trong đó dành gần 630 triệu đồng để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Từ nay đến thời điểm diễn ra kỳ thi, Hà Nam sẽ tổ chức phun thuốc tiêu độc khử trùng tại 23 điểm thi và các khu vực liên quan như in sao đề thi, làm phách, chấm thi, trang bị nước sát khuẩn cho tất cả các địa điểm thi. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng tổ chức các đoàn kiểm tra đánh giá thực trạng hệ thống trang thiết bị, máy móc phục vụ tại các điểm thi, tiến hành sửa chữa mua sắm trang thiết bị và hệ thống camera an ninh cho các điểm còn thiếu hoặc hỏng hóc. Hiện tại thì nhà trường cũng đã chuẩn bị số lượng khẩu trang, nước sát khuẩn và tới đây thì sẽ vệ sinh phun khử khuẩn tại các phòng thi và đảm bảo trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Đoàn đã đi kiểm tra thì tất cả các cái điểm thi của 23 trường trung học phổ thông thì tất cả các phòng ốc đều đảm bảo bàn ghế rồi ánh sáng cũng như là điện đều đảm bảo cho phục vụ tốt cho kỳ thi. Bên cạnh việc chỉ đạo các trường trung học phổ thông nơi đặt các điểm thi phải có sự chuẩn bị đầy đủ cơ số phòng thi theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh còn yêu cầu các trường phải bố trí thêm các phòng chờ, phòng thi dự phòng để đối phó với tình huống đang thi, bất ngờ có thí sinh bị sốt, ho sẽ đưa các thí sinh này sang phòng thi riêng. Đến thời điểm này, theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, thì toàn tỉnh có 23 điểm thi. Thì cũng đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, camera an ninh, đặc biệt là ở trường trung học phổ thông chuyên thì Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã chuẩn bị cái hệ thống camera để phục vụ cho việc chấm thi trắc nghiệm và chấm thi tự luận. Tỉnh Hà Nam có 8.603 thí sinh đăng ký dự thi tại 23 điểm thi, là 23 trường trung học phổ thông với 368 phòng thi. Đến nay có thể khẳng định công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020 tại Hà Nam đã hoàn tất. Sau thời gian ôn thi tại trường, chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Các em học sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông tỉnh Hà Giang đã sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này. Ngày 3 buổi sáng, chiều và tối lên lớp, các em học sinh nội trú của trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Hà Giang vẫn duy trì đều đặn việc ôn luyện từ hơn một tháng nay để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Tất cả đều đã sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới. Ngoài các giờ tự học thì thầy cô cũng lên lớp để ôn tập cho bọn em các kiến thức để chuẩn bị thi. Và chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến kỳ thi thì bọn em giữ tâm thế thoải mái và cũng rất là nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất. Thời gian ôn tập tại trường như thế thì bọn em có rất là nhiều thời gian để mà ôn luyện, đảm bảo được đầy đủ tất cả các kiến thức để mà tập trung ôn thi và hoàn thành tốt bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Toàn tỉnh Hà Giang hiện có 3 trường nội trú với tổng số 394 thí sinh đăng ký dự thi tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Song song với việc tổ chức tốt công tác tại mỗi điểm thi, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng được triển khai quyết liệt. Thầy cô giáo ở nhà trường thì tiếp tục là ôn luyện
rồi là hướng dẫn về cách thức làm bài, về phương pháp, về cách thức thi cho các em học sinh và ôn luyện lại kiến thức, trả lời những cái vấn đề, câu hỏi khó để các em học sinh yên tâm về tư tưởng cũng như tâm lý vững vàng. Ban chỉ đạo tỉnh cũng đã thống nhất chỉ đạo toàn tỉnh sẽ thực hiện cái việc phun trùng khử độc cho tất cả các điểm thi vào ngày 6 tháng 8 năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Tất cả các điểm thi phải được chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và máy đo thân nhiệt để có thể đáp ứng cho việc thực hiện kiểm tra sức khỏe học sinh trước khi mà tham gia vào mỗi buổi thi theo quy định. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020 tại Hà Giang đã được chuẩn bị đầy đủ toàn diện. Kỳ thi tốt nghiệp năm nay, Hà Giang có tổng số 29 điểm thi với 264 phòng thi, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 5.639, trong đó số thí sinh tự do là 729 thí sinh. Nhằm giảm tải lưu trữ các hồ sơ về đăng ký xe, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, khi thông tư số 58/2020 có hiệu lực, học sinh, sinh viên ngoại tỉnh sẽ không còn được đăng ký xe ô tô, xe máy mang biển Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng trong bối cảnh hệ thống vận tải hành khách công cộng của các thành phố lớn, nơi có đông học sinh, sinh viên ngoại tỉnh theo học lại mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu đi lại. Bởi vậy mà vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính hiệu quả của thông tư số 58 này. Chỉ còn gần một năm nữa theo học tại trường Đại học Hà Nội là sinh viên Vũ Quang Minh sẽ ra trường. Và để tiện cho việc di chuyển khi đi xin việc hay đi làm, anh cần một chiếc xe máy. Nhưng khi biết thông tin kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, thẻ sinh viên và giấy giới thiệu của nhà trường không thể sử dụng để đăng ký xe máy biển Hà Nội, anh đành quyết định mua một chiếc xe máy cũ, thay vì sẽ mua một chiếc xe mới như dự kiến. Bọn em, tức là những sinh viên ngoại tỉnh thì không được đăng ký xe máy ở trong nội thành nữa, thì em cũng phải đi tìm mua một cái xe máy cũ để thuận tiện cho cái việc đi lại của em ấy. Còn chất lượng xe thì em cũng chưa biết là nó như thế nào đấy. Theo thông tư 58 của Bộ Công an, các sinh viên ở ngoại tỉnh sẽ không còn được đăng ký ô tô, xe máy của hai thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà họ đang theo học. Với nhiều sinh viên, việc về quê mua xe và đăng ký biển số sẽ phải hoàn thiện rất nhiều thủ tục, thời gian. Thay vì mới, họ có thể đưa xe cũ của mình ở quê lên thành phố, nhưng lại phát sinh tâm lý e ngại khi sử dụng xe ngoại tỉnh. Khá là nhiều thủ tục, hơn nữa lại là con đường vận chuyển này, kinh phí vận chuyển xe cũ nó khá là xa và khá là đắt. Cho nên mình nghĩ là mình sẽ lựa chọn cái phương án là đi thả đi biển không chính chủ, có đầy đủ giấy tờ, còn hơn là mình phải... Nói chung là làm những các công việc, làm các thủ tục làm nhà như thế khá là phức tạp. Khi mà mình đi xe ngoại tỉnh ấy, thì em nghĩ là cái việc mà bị kiểm soát giao thông nó sẽ bị chặt chẽ hơn là so với những cái phương tiện ở Hà Nội. Trung bình mỗi tháng, Hà Nội đăng ký mới khoảng 22.000 xe máy. Thông tư 58 mới này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu lượng phương tiện cá nhân, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng. Nhưng trong bối cảnh hệ thống vận tải hành khách công cộng của Hà Nội hiện chỉ mới đáp ứng được khoảng 8% nhu cầu đi lại, thì vẫn còn ý kiến băn khoăn về tính hiệu quả của thông tư 58 này. Không thể nói là gì vì cái chính sách này mà hạn chế phương tiện cá nhân được, bởi vì nhu cầu họ vẫn còn rất là cao. Thứ hai nữa, nếu theo tôi thì cái giải pháp căn cơ ấy, là phải giải pháp tổng thể của hệ thống hạ tầng giao thông công cộng. Rõ ràng, khi hệ thống phương tiện giao thông công cộng chưa thể đáp ứng, thì phương tiện cá nhân vẫn đang là sự lựa chọn tốt hơn cả cho học sinh, sinh viên tại các thành phố lớn. Tính hiệu quả của thông tư 58 có lẽ vẫn cần thời gian để kiểm chứng, nhưng trước mắt, số lượng xe không chính chủ lưu hành tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ tăng lên đáng kể. Tại xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa lưu động xét xử công khai vụ án sơ thẩm hình sự đối với Vòng A Sủi cùng đồng phạm về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Theo hồ sơ vụ án, Vòng A Sủi sinh năm 1997, trú tại xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái cùng với 5 người khác, móc nối các đối tượng bên Trung Quốc đưa 6 người Trung Quốc vượt biên trái phép để vào Việt Nam. Mỗi vụ chót lọt, nhóm của Sủi nhận 4.000 nhân dân tệ mỗi người nhập cảnh, hơn 13 triệu đồng tiền Việt Nam.
Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Vòng A Sủi 6 năm tù giam, các đối tượng khác mức án là từ 2 đến 6 năm tù giam. Phiên tòa lưu động với bản án nghiêm khắc trước sự chứng kiến của đông đảo người dân, đặc biệt là nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới, đã tạo tính răn đe, giáo dục sâu sắc. Đồn biên phòng Cốc Vàng, Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết đã bàn giao đối tượng và hồ sơ vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng thụ lý. Trước đó khi tuần tra trên địa bàn, lực lượng biên phòng đồn Cốc Bàng đã phát hiện 4 người đi xe máy, chở theo 4 phụ nữ đi về hướng biên giới nên đã dừng xe để kiểm tra. 4 đối tượng đi xe máy là La Văn Thông, Nông Văn Trưởng, Nông Văn Hính và Vi Văn Tuấn đều là người Cao Bằng. Đối tượng Nông Văn Hính khai nhận được một người gọi điện thuê 4 người phụ nữ vượt biên giới sang Trung Quốc để nhận số tiền là 660.000 đồng một người. Hính đã thuê 3 người còn lại làm xe ôm để đưa người lên biên giới. Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện và bắt giữ một xe ô tô chở 12.500 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm tuần tra, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 29X8541 đang dừng đỗ ven đường 196 thuộc địa phận Tổ dân phố Yên Tập, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên để bốc xếp hàng hóa. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác xác định số hàng hóa trên bao gồm 12.500 chiếc khẩu trang vải không dệt do Phạm Văn Dũng, sinh năm 1980, ở phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên là chủ hàng. Chủ lô hàng trên đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ, tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác đã đưa Dũng cùng phương tiện và toàn bộ số khẩu trang trên về trụ sở đội quản lý thị trường số 5 của quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên để xác minh và xử lý theo luật định. Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp cho biết đã nhận được những cuộc điện thoại tự xưng là cán bộ công chức của Cục Thuế thành phố Hà Nội để mời chào dụ dỗ mua sách, tài liệu, ký hợp đồng tài trợ cho các hoạt động in, xuất bản sách hoặc các ấn phẩm vinh danh doanh nghiệp, cẩm nang về thuế, lập quỹ hỗ trợ của ngành thuế. Thông báo của Cục Thuế Hà Nội khẳng định việc mời chào doanh nghiệp gọi điện thoại mời mua tài liệu là giả mạo. Đại diện cơ quan thuế Hà Nội khẳng định, cơ quan thuế không có chủ trương cũng như không cử cán bộ gọi điện thoại, fax hay mang sách đến bán cho người nộp thuế. Tất cả các văn bản, tài liệu được cơ quan thuế cấp miễn phí và đăng tải đầy đủ trên website của cơ quan thuế tại địa chỉ http://hanoi.gdt.gov.vn. Các chương trình tập huấn của cơ quan thuế tổ chức đều miễn phí và sẽ gửi giấy mời tới người nộp thuế. Thông báo của Cục Thuế Hà Nội cũng gửi đề nghị người nộp thuế đề cao cảnh giác và tiếp tục phối hợp thông tin, phản ánh kịp thời về các hành vi lừa đảo tới các cơ quan công an các cấp hoặc Cục Thuế thành phố Hà Nội theo địa chỉ email dangday.nóng.han@gdt.gov.vn hoặc báo về số điện thoại 024-35-146-452 hoặc 0967-569-569 để có biện pháp phối hợp xử lý kịp thời những đối tượng giả danh cán bộ, công chức thuế, cơ quan thuế nhằm trục lợi bất hợp pháp. Lợi dụng địa hình đồi núi, một số dự án làm đường giao thông tại Bắc Cạn đã đổ đất đá sang phía ta luy dương. Mỗi khi mưa lũ, đất đá lại sạt lở xuống lòng khe, trôi về khu dân cư, vùi lấp ruộng vườn, ao cá của người dân, làm thay đổi dòng chảy sông suối và hủy hoại diện tích đất nông nghiệp phía dưới. Đây là đường tỉnh lộ 254, đoạn qua xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Dọc đường hàng loạt bãi đất đá đổ tràn lan sang hai bên. Sau những trận mưa, đất đá sạt trượt, vùi lấp lòng suối, vườn cây, ao cá của người dân phía dưới. Chính quyền địa phương dù đã nhiều lần có ý kiến với đơn vị thi công, song tình hình vẫn không thay đổi. Còn đây là quốc lộ 3B, đoạn qua xã Quân Minh, huyện Na Rì. Các đơn vị thi công đã bất chấp quy định, đổ đất đá tràn ra sát mép sông, mép suối. Mùa mưa lũ đang đến, với độ dốc như thế này, chỉ cần mưa lớn kéo dài, đất đá sẽ sạt lở, cuốn trôi về phía hạ nguồn. Nếu mà xác định là mưa tập cỡ khoảng 3 tiếng đồng hồ là chắc chắn là khối lượng đất đá này cũng sẽ là nguy cơ là ảnh hưởng đến các cái dòng chảy và cái đất nông nghiệp của bà con. Đơn vị thi công hiện tại là một số cái bãi thải mà đơn vị đang đổ thì hiện tại là được sự nhắc nhở của bên tư vấn giám sát và chủ đầu tư, nhà thầu cũng đã tiến hành hót sạt một số điểm và gia cố lại các điểm bãi thải cho nó ổn định, đảm bảo cái mùa mưa lũ. Nhiều năm nay, tình trạng đổ đất đá tràn lan khi thi công đường giao thông ở tỉnh Bắc Cạn diễn ra khá phổ biến. Ở một số nơi, người dân đã phải gánh chịu hậu quả, do đó tỉnh Bắc Cạn cần siết chặt công tác quản lý, xử lý trách nhiệm của những đơn vị đổ thải sai quy định,
gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.